Rồi xin chào các bạn, mình là Tony đây. Hôm nay mình sẽ chạy chiếc BMW X1000R review cho các bạn xem. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even one minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the time to hold me in your arms. Whoa. How I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair and we can't always have it all. BMW X1000RR đã lên dàn áo full carbon. Hiện nay mình sẽ review sơ sơ thôi. Thì nhìn tổng thể chiếc xe, đây là một chiếc BMW X1000RR phiên bản là DAT 2018. Thì chiếc xe này đã được lên full dàn áo carbon. Đầu tiên là chúng ta thấy nè, kính gió nè cũng là carbon ốp, cái này phải ốp mà là nguyên của dàn đầu carbon luôn. Tiếp theo là phần dè, bửng và đuôi đều là carbon. Thì các bạn cũng biết rồi đó, giá trị của carbon thì nó rất là đắt. Và đây thì mình trong clip thì mình sẽ không nói giá trị ở những cái món đồ chơi trên xe này, chỉ là mình nói tới những cái món đồ chơi trên xe thôi. Xe này thì cũng đã có gắn chống đổ rồi nè. Và đặc biệt là nhìn xuống dàn chân nè, đây là một cặp mâm OZ. Mâm này mâm OZ các bạn. Và heo Rambo đỏ. Đây là những thứ đã được độ lại so với nguyên bản của xe. Cùng với đó là một cây bô Outing Racing và cổ bô là cổ bô carbon đó các bạn, full system. Nói chung là đồ chơi trên con BMW này thì chúng ta khỏi phải nói rồi, rất là chất. Xe thì đi cặp lốp Road 5. Kính thì đã được tháo xuống và thay bằng cái kính gù ở đây. Thì mình cũng không nói nhiều, là trên BMW á thì nó có những cái mod chạy, chế độ tự động giữ ga để lái nè, cái nút select và mod chạy. Thì chiếc xe này nó có 3 mod, đó chính là mod
smog nè, ray và ren. Thì mod ren là mod thấp nhất, mod smog là mod trung bình và mod ray là cái mod mà căng nhất đấy. Rồi. Xe này thì chạy khá là nóng đó các bạn. Tem. Mình chạy chiếc này thì mình sẽ để ở cái mod là sport, là cái mod mà ở giữa. Mod ren thì là một cái mod nó kiểm soát lực kéo, chung là trước đây chạy trời mưa thì cái gia tốc xe nó sẽ bị giới hạn vòng tua lại. Còn đối với mod sport thì nó sẽ có hệ thống ABS và kiểm soát lực kéo. Còn mod ray thì nó sẽ bỏ hết các chế độ đó luôn.
Rồi giờ mình sẽ vào đi cà phê với anh em. Nếu các bạn thấy video clip mình hay nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký các bạn.